Thẻ căn cước mới, người dân mong hình ảnh hai quần đảo được in rõ nét hơn. Góp ý về mẫu thẻ căn cước mới, nhiều độc giả bày tỏ sự hài lòng, ủng hộ, đồng thời cũng có nhiều người dân mong muốn có một vài sự thay đổi. Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến góp ý thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước nhằm phục vụ cho luật căn cước số 26/2023, QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, mẫu thẻ căn cước mới có nhiều sự thay đổi. Dễ nhìn nhận nhất là đổi tên từ thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Mong muốn các quần đảo được in rõ hơn. Sau khi Bộ Công an công bố mẫu thẻ căn cước mới cấp cho hai đối tượng 0 đến 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên, độc giả và người dân đã đưa ra những góc nhìn, đánh giá. Đơn giản dễ quản lý hơn. Một người dân cho rằng thẻ căn cước mới ghi nơi cấp là Bộ Công an sẽ tiện hơn so với thẻ căn cước công dân cũ. Tôi nghĩ rằng mẫu thẻ căn cước mới này có 3 ưu điểm. Một là mục quê quán, khái niệm quê quán, nguyên quán là phức tạp, mơ hồ và ngay cả mỗi công chức, ngành hộ tịch cũng hiểu một cách khác nhau, đổi thành nơi đăng ký khai sinh, cụ thể, rõ ràng hơn. Hai là nơi thường trú đổi thành nơi cư trú, thực tế hữu dụng hơn. Ba là người dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước, cấp theo nhu cầu chứ không bắt buộc, rất cần thiết cho những trường hợp cá biệt, một bình luận tích cực của độc giả Lê Kiên. Về hình thức, độc giả Tuân Nguyễn mong muốn các quần đảo được in rõ hơn trên thẻ căn cước mới. Tương tự Nhật Lam viết, chúng tôi cũng mong hình ảnh hai quần đảo và bản đồ Việt Nam được làm rõ nét hơn, tự hào hơn với người Việt Nam. Chúng tôi còn ước có hình rồng và cây tre Việt Nam trên căn cước, của trẻ em thì là măng non vàng. Tên gọi luật căn cước đảm bảo tính khái quát. Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng 6 năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, dự án luật này là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước nhằm mục đích tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và nhiều tiện ích khác, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của nước ta. Về tên gọi của dự án luật, đại đa số đại biểu nhất trí tên gọi luật căn cước nhằm đảm bảo tính bao quát, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Đến kỳ họp Quốc hội thứ 5 vào cuối tháng 10 năm 2023, đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ việc đổi tên luật và tên thẻ từ căn cước công dân thành căn cước vì phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương, tên gọi luật căn cước thể hiện đúng nội hàm, có công tác quản lý căn cước nhằm mục đích định danh, xác định rõ danh tính của từng con người cụ thể, đáp ứng nhu cầu quản lý căn cước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, quản lý đối với toàn xã hội, với mọi người dân sinh sống tại Việt Nam, không để sót bất cứ bộ phận dân chúng cũng như là bất cứ cá nhân nào. Việc lược bỏ cụm từ công dân theo bà Nga không tác động đến yếu tố chủ quyền quốc gia, vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân. Vì những lý do đó, nữ đại biểu cũng ủng hộ đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Vì như vậy thể hiện đúng bản chất của thẻ là loại giấy tờ có chứa thông tin về căn cước của người dân và xác định danh tính của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch. Ngoài ra, theo bà Nga, việc đổi tên thành thẻ căn cước còn đảm bảo tương đồng với thông lệ quốc tế và đảm bảo tính phổ quát, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế, cho việc thừa nhận, công nhận giấy tờ về căn cước giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Góp ý về quy định tích hợp thông tin vào căn cước, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên cho rằng thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vì vậy, theo ông Thắng, việc thông tin được in hoặc là tích hợp trong thẻ căn cước sẽ giúp giảm các giấy tờ cho công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch dân sự. Liên quan đến nội dung thể hiện trên thẻ căn cước như lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ thẻ căn cước, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, Đoàn Hải Dương nhìn nhận những thay đổi cải tiến này nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng, hạn chế việc cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Chuồng nuôi là nơi để dê tránh mưa, tránh nắng, tiến hành phối giống và sinh đẻ. Khi chuồng trại nuôi dê được làm đúng kỹ thuật, bà con có thể dễ dàng theo dõi được quá trình sinh trưởng và phát triển của dê. Làm chuồng nuôi dê đúng kỹ thuật sẽ giúp các chủ trang trại dễ quản lý chăm sóc đàn, giúp đàn dê phát triển đồng đều, giảm bệnh tật, vi khuẩn, tác động từ ngoại cảnh, từ đó giảm thiểu rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Hơn nữa, còn có thể tận dụng được chất thải từ chăn nuôi làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, giảm ô nhiễm môi trường xung quanh.
Tính của con dê là nó thích ở trên cao, cho nên là tôi cũng có tìm hiểu và thiết kế một cái chuồng theo kiểu mới. Ví dụ như từ sàn đáy lên đến mặt sàn đây là 1,8 m, và từ cái mặt sàn này lên đây là tầm 3 m. Khi mà làm như thế thì con dê nó rất là thông thoáng, thoáng mát về mùa hè. Ví dụ như về nếu mà vào mùa đông thì là tôi cũng có làm những cái bạt ở xung quanh này để che chắn vào mùa đông. Khi mà mùa đông mà gió lạnh xuống thì tôi chỉ làm cái tời quay bạt xuống và con dê nó sẽ ấm. Và nếu mà khi mà lạnh quá thì có thể là ở dưới này tôi sẽ làm cái lò sưởi ở dưới này, thì con dê lúc nào nó cũng được ấm áp. Thì vì là con dê này là nó thích ở trên cao và nó thích leo trèo như ở trên núi đấy. Thì bây giờ mình đưa về đây thì mình cũng phải làm sao cho nó thông thoáng. Có như ở trên mái đây, thì là vào mùa hè thì tôi cũng sẽ sợ nó nóng, thì cũng có thể là tôi làm cái tôn tôn xốp. Đấy, và cái chỗ này tôi làm cái tôn sáng này để cho con, tại vì con dê này là tôi nuôi nhốt, cho nên là cái tôn sáng này để cho nó có ánh nắng nó vào chuồng. Đây để cho con dê nó hấp thụ vitamin D. Dê ưa sạch sẽ, không phù hợp với điều kiện độ ẩm cao, do đó vị trí làm chuồng phải sạch, cao ráo, dễ thoát nước, có thể tránh được các tác động trực tiếp của các yếu tố nóng, ẩm ướt. Nếu thuận lợi thì chọn vị trí nằm ở nơi có bóng cây là tốt nhất. Vị trí làm chuồng là nơi đủ rộng để thiết kế chuồng nuôi, dễ chăm sóc, quản lý, phối giống, phòng trị bệnh. Chuồng dê là nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn lớn, giữ được khoảng cách nhất định đối với khu nhà ở, đường đi, nguồn nước sinh hoạt, sông ngòi, kênh rạch, tránh làm ô nhiễm môi trường. Hiện nay cái mùi của cái phần con dê với lại các cái nước thải mà nó xả ra môi trường ấy thì mình cũng đã sử dụng cái giải pháp về đệm lót. Dưới khi mà con phân nó thải ra xuống dưới cái nền này thì em có xử lý vi sinh ở dưới định kỳ, ví dụ như là nửa tháng một lần rắc thêm một lần, và sau một tháng thì em có dọn phân đi và bón cho cây cỏ. Nó bổ sung cái thức ăn về dinh dưỡng cho con dê chứ? Vâng, có, thì trong mùa đông này là cũng tăng sức đề kháng cho con dê, để bổ sung khoáng chất, thì cho ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì vào mùa đông, thức ăn thô xanh khan hiếm, anh Hiếu đã thuê khoảng 2 hectare đất để trồng cỏ voi, chủ động nguồn thức ăn thô xanh hàng ngày cho dê. Thức ăn thô xanh sau khi cắt có thể cho dê ăn luôn hoặc chế biến bằng cách ủ chua với rỉ mật đường. Thức ăn ủ chua chứa nhiều dinh dưỡng, các loại vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa của đường ruột. Đàn dê sẽ hấp thụ tốt và nhanh lớn. Rất là muốn là con dê ăn nó ngon và đưa ra thị trường thì nó thơm ngon hơn cái con dê ở ngoài thị trường. Thì qua đấy thì mình cũng có thể là mình cho ăn chủ yếu là chất thô xanh là chính, chứ mình không thiên về cám công nghiệp. Đấy, vì mình ở đây chủ yếu là cỏ cắt tự nhiên này, cỏ xanh này, với cỏ ủ chua. Với mình mua thêm cho ít bã bia, cho ăn vào bổ sung chất thức ăn hàng ngày thôi. Phương pháp ủ chua cũng giúp bà con chủ động nguồn thức ăn trong mùa khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt. Nhờ đó tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo thức ăn ưa thích cho dê.